Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay mình lại vào bếp và chia sẻ tới mọi người thêm một món chè nữa, đó chính là món chè khoai dẻo cầu vồng. Để làm cái món chè này thì khá là đơn giản, màu sắc này là đẹp mắt và cũng không mất quá nhiều thời gian của mình nha. Nguyên liệu thì lại dễ tìm nữa. Và phần chè khoai dẻo của mình khi làm xong thì mềm, dẻo rất là ngon, màu sắc thì lại đẹp mắt. Nếu các bạn chưa nấu thử cái món chè này thì hãy cùng vào bếp làm với mình luôn nha. Thay đổi một chút xíu để cái món chè của mình nhìn sẽ hấp dẫn hơn. Và để làm cái món chè khoai dẻo cầu vồng thì ở đây mình có sử dụng là 150g khoai lang vàng, 450g bột năng, 300g cơm dừa, 300g đường cát. Về phần màu thì mình sẽ sử dụng ở đây là màu lá cẩm và màu hoa đậu biếc. Về màu vàng thì mình sẽ sử dụng là màu vàng tự nhiên của khoai nha các bạn. Thì bây giờ xin mời mọi người hãy cùng theo dõi hết video xem mình làm cái món chè này như thế nào nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho hết 150g khoai lang vào trong nồi. Rồi mình đổ nước vào nấu cho cái phần khoai lang này chín nhừ. Thì các bạn có thể nấu như vậy hoặc là mình đem đi hấp cũng được, mình cho xăm xắp cái mặt khoai lang. Rồi mình sẽ đặt lên trên bếp. Khoai lang sau khi nấu được 5 phút thì cái phần khoai lang của mình cũng đã chín rồi này các bạn. Mình thái lát mỏng như vậy á, thì mình nấu rất là mau. Khi đã chín rồi thì các bạn dùng cái sạn nè, mình đánh đi cho cái phần khoai lang này nó được nghiền mịn nha. Lúc còn nóng thì mình làm rất là dễ. Với công thức này thì mình sẽ không sử dụng quá nhiều khoai lang, mình chỉ cần 150g là được. Khoai lang thì mình cũng đã dằm nhuyễn ra xong hết rồi, thì bây giờ mình cho hết cái chỗ bột lúc nãy mình đã chuẩn bị vào. Mình sử dụng là 450g nha các bạn. Cho vào xong thì mình trộn đều lại. Bột và khoai lang thì mình cũng đã trộn đều xong hết rồi, thì mình chia ra làm 3 phần nha các bạn. Nếu các bạn có cân á, thì mình cân lại cho nó chính xác nha. Còn không có thì mình có thể ước chừng cũng được. Sau khi đã chia xong rồi thì mình để cái số bột này qua một bên. Để nấu màu thì mình sẽ nấu cái phần hoa đậu biếc trước nha các bạn. Mình cho vào trong nồi là 15 bông. Thì các bạn có thể sử dụng bông tươi như vậy hoặc là mình dùng bông khô cũng được. Cho vào trong nồi xong rồi thì mình cho vào là 200ml nước lọc. Sau đó thì mình đặt lên trên bếp nấu cho cái phần màu được ra hết. Phần hoa đậu biếc thì mình cũng đã nấu lấy màu xong hết rồi, thì các bạn cho trực tiếp vào trong cái thau bột luôn nha. Khi mà vừa sôi mình nhắc xuống liền đó. Rồi cho vào xong thì mình sẽ trộn đều lại để cho cái phần bột của mình đó, nó có cái độ dẻo. Các bạn mà để nguội quá là cái phần bột của mình nó rất là bở, mình không có làm được. Nên là mình sẽ làm nóng trực tiếp như vậy luôn. Khi đã cho vào xong thì các bạn vệ sinh tay cho sạch, bắt đầu mình nhồi bột nha. Nhồi lại cho bột thành một cái khối dẻo mịn là được. Khô thì mình có thể thêm nước. Cái màu xanh của hoa đậu biếc nó rất là đẹp nha các bạn. Thông thường mình làm chè khoai lang đó, mình sẽ nhồi nguội chứ mình không có nhồi nước nóng như vậy. Phần bột màu hoa đậu biếc thì mình cũng đã nhồi xong, mình để qua một bên và các bạn cứ làm tương tự với hai màu còn lại. Với màu lá cẩm thì mình cũng sẽ nấu và đun sôi lên nha. Còn cái phần màu vàng của khoai thì các bạn cứ đổ nước bình thường là được. Ba màu bột thì mình cũng đã nhồi xong hết rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy một cái lượng bột vừa đủ. Mình làm cái phần màu tím lá cẩm trước nha. Bột rất là dẻo nè các bạn. Thêm chút nữa. Mình bóp sơ lại một cái để cho cái phần bột của mình nó được đều hơn đó. Sau khi đã bóp xong thì các bạn cho xuống cái miếng nhồi bột nè, mình xe cho nó dài ra. Bán dài như vậy là được rồi, thì bây giờ mình để qua một bên, tiếp tục mình làm như vậy với hai màu còn lại nha. Ba màu bột thì mình cũng đã xe xong hết rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ túm cái đầu ở trên lại cho nó thành một nha. Sau đó thì mình cho cái phần màu tím này qua.
và cho từ từ cái phần màu xanh hoa đậu biếc nè. Cũng giống như là mình thắt bính vậy đó. Sau khi mà mình đã cố định và thắt xong rồi nè các bạn, rồi mình túm cái phần này lại. Xong rồi thì mình sẽ bóp lại những cái phần màu này lại với nhau cho nó dính chặt vào nhau nha. Mình làm nó hơi dài đó nên là cũng khó di chuyển một chút xíu. Mình sẽ cắt ra làm hai để cho mình dễ xe lại nha các bạn. Mình để phần bột này qua một bên. Rồi bây giờ thì mình sẽ xe cái phần bột này vào. Mình xe như lúc đầu vậy đó. Để cho ba cái màu bột này nè nó dính lại với nhau là được. Sau khi mà mình đã xe thành một cái hàng dài như vậy xong thì các bạn chuẩn bị cho mình là nửa chén bột khô nha. Sau đó thì mình thoa lên nè. Mình lăn đều, mình cắt như vậy thì một lát nữa cái phần bột của mình sẽ không có bị dính. Thì một viên thì mình chỉ cắt tầm khoảng bao nhiêu đây thôi nha các bạn. Bao nhiêu đây là được. Cắt to quá thì ăn nó sẽ rất là ngán. Rồi như vậy là mình đã xong cái mẻ đầu tiên rồi nè. Màu sắc rất là đẹp luôn nha. Mình để qua một bên. Bột thì mình cũng đã cắt xong hết rồi nè các bạn. Và bây giờ các bạn chuẩn bị luôn cho mình một cái nồi nước sôi nha. Để mà mình đem đi luộc luôn. Màu sắc rất là đẹp. Khi mà mình luộc lên đó, những cái phần màu này nó sẽ trong hơn. Trong lúc chờ đợi cái phần nước sôi đó các bạn, thì mình sẽ đi vắt cái phần nước cốt dừa. Bây giờ thì mình cho vào trong tô này là 300ml nước lọc. Sau đó thì mình sẽ đem đi vắt lấy nước cốt. Phần nước cốt dừa thì mình cũng đã vắt xong hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt lên trên bếp để làm luôn. Nước cốt thì mình cho hết 400ml nước cốt dừa vào trong nồi. Cho nước cốt dừa vào xong thì mình cho vào đây là 100g đường cát, một chút xíu muối trắng để cho cái phần nước cốt dừa của mình nó đậm đà hơn đó các bạn. Và cho vào là một váng bột năng để tạo cái độ sánh cho cái phần nước cốt nha. Mình hòa tan ra. Hòa tan xong rồi thì mình mở bếp lên. Khuấy tới khi nào mà cái phần nước cốt của mình nó sánh đặc lại là được nha các bạn. Nồi nước cốt thì mình cũng đã thắng cho nó sánh đặc lại như vậy nè các bạn. Như thế này là cái phần nước cốt của mình cũng đã được rồi. Thì mình sẽ tắt bếp. Nồi nước để luộc chè thì cũng đã sôi rồi các bạn. Thì bây giờ mình cho hết cái chỗ chè lúc nãy mình đã làm vào nha. Sau khi đã cho vào xong thì mình đảo đều lên để cho cái phần chè này nó không có bị mắc ở dưới đít nồi. Nấu một lúc đó các bạn thì cái phần chè này nó sôi, nó sẽ nổi lên trên. Phần chè khoai lang của mình thì cũng đã nổi lên trên mặt rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ luộc từ 10 tới 15 phút để cho cái phần khoai này nó chín hẳn nha. Nồi khoai dẻo thì mình cũng đã luộc được 10 phút rồi nè các bạn. Khi vớt lên á thì cái phần khoai dẻo của mình nó trong lại như vậy là đã được rồi nha. Vớt ra xong thì mình cho ra ngoài một cái thau nước lạnh nè. Màu sắc rất là tươi luôn đó. Khi luộc lên cái phần màu của mình nó còn đẹp hơn nữa. Cũng đã vớt ra xong thì bây giờ mình làm tới cái phần nước đường. Mình cho hết cái chỗ đường còn lại vào. Xong rồi thì mình dằn vào đây một ít muối trắng. Rồi các bạn cho vào trong nồi là 200ml nước lọc. Mở bếp lên và nấu cho cái phần đường này tan và sôi lên nha. Nồi nước đường thì mình cũng đã nấu sôi hết rồi. Thì bây giờ mình thả cái phần chè khoai dẻo vào. Với cách nấu của mình thì mình sẽ ăn với lại nước cốt dừa riêng nha, chứ mình không có nấu chung. Phần khoai dẻo thì mình cũng đã cho hết vào trong cái nồi nước đường rồi. Thì bây giờ mình sẽ múc ra ngoài chén để bắt đầu thưởng thức nha. Phần chè khoai dẻo cầu vồng thì mình cũng đã múc ra ngoài chén xong hết rồi. Thì bây giờ mình cho cái phần nước cốt dừa vào.
Thì với cái món chè này các bạn có thể nấu nước cốt chung cũng được. Tuy nhiên thì mình thấy là nấu cái phần nước cốt riêng này á thì ăn nó sẽ ngon hơn, và mình có thể kết hợp với lại nhiều loại hơn. Nước cốt thì cũng đã cho vào xong, thì mình rắc thêm ít đậu phộng để cho cái phần chè của mình được ngon hơn. Vậy là mình cũng đã hoàn thành xong cái món chè khoai dẻo cầu vồng mình nè các bạn. Thì xin mời mọi người cùng ăn với mình nha. Bây giờ mình múc một miếng nè. Đây là cái phần chè khoai dẻo của mình nè các bạn, màu như là cầu vồng luôn đó. Thì mình luộc lên á thì cái phần bột này nó sẽ trong lại nên là cái màu nó hơi tối, nhưng mà vẫn nhìn rất là đẹp nha. Phần chè khoai dẻo khi mà mình ăn vào thì vừa mềm vừa dẻo nè các bạn. Màu sắc này là đẹp mắt, mình sử dụng ở đây hoàn toàn là màu tự nhiên nha, không thêm phẩm màu. Nên là khi luộc xong đó thì cái phần màu của mình nó hơi tối. Còn các bạn muốn đẹp hơn thì mình có thể sử dụng màu thực phẩm. Tuy nhiên mình làm như thế này thì sẽ an toàn hơn, và cái phần chè của mình nhìn cũng sẽ hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn thành công.